dọc theo tuyến quốc lộ 61C nối Cần Thơ, Hậu Giang, nhiều điểm mua bán trái cây thu hút khá đông khách hàng. Vào thời điểm này, sản lượng dồi dào nhất là các loại sầu riêng, xoài, dâu. Trong đó bán chạy nhất là sầu riêng ri sáo, mua xanh kiên. Chạy Vinh thì với chị 80.000 ký, như thế này thì chỉ bán 60. Có lúc 100 mấy nữa. Hổm dưới 100, 101 á, lúc này nó hơi sụt rồi, hổm còn 80 với chị Vinh. Thấy sầu riêng ở đây bán nó rẻ hơn. Vô mùa rẻ có mùa có khi lên 120.000 một ký luôn. Theo các nhà vườn, sầu riêng năm nay trúng mùa với chất lượng khá tốt. Tuy vậy, giá chỉ còn 70 đến 80 ngàn đồng một ký loại trung bình, sụt giảm hơn phân nửa so với cao điểm cách đây vài tháng. Riêng mặt hàng xoài có loại rớt giá chỉ còn vài ngàn đồng một ký. Có 3.000, 4.000 là mừng rồi. Hay Đài Loan là rẻ nhất. Và lọc thì nó có giá như vậy, nó có dụ mình bán lẻ có 35-40. Đó, mà xài cũng coi được nha, tốt nha. Cũng bán lẻ luôn. Chứ lái là nó ít có lợi đó. Trái cây năm nay sầu riêng nó đạt á, lúc hút nữa thì 100 mấy ngàn ký đặt, giờ là nó 80 ngàn, nhiều, đang rộ mà, đang vô mùa, mới vô mùa. Hiện nay sầu riêng tiếp tục thu hoạch rộ, đáp ứng cả nhu cầu xuất khẩu và tiêu thụ nội địa. Với sản lượng dồi dào như vậy, giá mặt hàng này khó tăng đột biến. Bưởi da xanh, cam sành, mít thái, dâu vẫn giữ giá do phải cạnh tranh với các loại trái cây khác đang vào mùa.